chào mừng tất cả những khán giả đã đến với Let's Style Nào Có Phong Cách. Thưa quý vị, một chiếc đầm xã hội được làm bởi 10 người trong vòng 1 tháng có trị giá lên tới hàng chục ngàn đô la và được hàng triệu người phụ nữ mong muốn có được. Chỉ vì đó là một sản phẩm của thời trang thủ công, các bạn có tin không? Chúng ta sẽ tìm hiểu điều đó ở phần sau của chương trình, vì ngay bây giờ sẽ là Let's Face, những cái mặt thời trang và phong cách sống. Xin chào các bạn, mình tên là Uyên, hiện tại mình đang là stylist cho các nhãn hàng. Con đường đến stylist của mình bắt đầu từ cái niềm đam mê từ khi còn nhỏ của mình cơ. Mình đã rất thích thiết kế ra những bộ váy và cô dâu cho riêng bản thân mình. Đại học thì mình cũng chọn cái ngành mà vẽ là cái ngành mà mình sẽ hướng tới. Một khoảng thời gian đấy mình cảm thấy là cái ngành stylist là thực sự là cái ngành mà thôi thúc mình và hướng tới. Nghề stylist là giúp mình là luôn luôn cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất. Mình có thể giao lưu và kết bạn với những đồng nghiệp khác như là photo hay là những giám đốc về thời trang. Thường thì mình đi làm thì mình rất hay mặc những đồ casual như là áo phông, quần jean hoặc là những cái quần ống suông chẳng hạn. Chất liệu rất là mát mẻ như là lion hay là đũi. Đi chơi hay đi party thì mình những chọn những trang phục mà tôn lên vòng eo hay là tôn lên những dáng của mình nhất. Mình luôn luôn muốn học hỏi những cái gì mới mẻ nhất, không phải là bắt buộc phải theo một cái phong cách cố định nào cả. Tại vì thời trang luôn thay đổi theo mùa, theo năm và theo xu hướng. Vì vậy là cứ mỗi năm mình luôn luôn cập nhật cho mình những cái tủ về idea mới, màu sắc mới cho bản thân mình, cũng như cái cách ăn mặc trong đời sống hàng ngày cũng như công việc của mình. Trong những set đồ của mình thì mình quan trọng nhất là phụ kiện như là giày dép hoặc đồng hồ. Thà mình sẽ mua một bộ trang phục mới mức giá rẻ và vừa phải thôi, nhưng đôi giày mình sẽ sắm cho mình những đôi giày mà tốt nhất. Mình hay cập nhật cái xu hướng và tích nhật cho mình những kiến thức riêng sau khi mình đã xem những cái show thời trang hay các nhãn thương hiệu nổi tiếng để tìm ra những cái mốt và xu hướng của các thương hiệu hàng đầu thế giới như vậy, và từ đấy tạo cho mình cái phong cách riêng cho bản thân mình. Thời trang giúp ích cho mình là mình cảm thấy rất là tự tin khi giao tiếp với mọi người, gặp gỡ khách hàng này, gặp gỡ các đối tác hay là gặp gỡ bạn bè, mình cảm thấy rất tự tin. Và một điều nữa mình cảm thấy rất vui khi mà mình làm nghề stylist là bạn bè xung quanh mình thường hay hỏi mình về cách ăn mặc của họ như thế nào, hoặc là sau khi mình đã thay đổi phong cách thời trang cho họ. Đối với những các bạn trẻ mà vẫn chưa định hình cho mình được với phong cách thời trang mình hướng tới, đấy là mình sẽ chọn cái bộ trang phục đấy trong hoàn cảnh nào. Cái thứ hai nữa là thời trang như mình nói là nó sẽ xoay chuyển theo từng năm, thì mình có thể cập nhật các xu hướng. Quan trọng hơn nữa là bạn phải thực sự đam mê và thực sự yêu thích về thời trang, thì nó sẽ là nguồn cảm hứng vô tận cho bạn khi mà bạn tìm hiểu về nó. Các bạn đừng lo sợ tìm cho mình những phong cách thế nào cho phù hợp với bản thân mình. Quan trọng là bạn hãy dám thử sức nó đi, thì bạn sẽ tìm được cho mình một phong cách phù hợp nhất đối với bạn thôi. Quý vị và các bạn thân mến, giữa muôn vàn những xu hướng thời trang thì thêu tay thủ công đang là một trong những tâm điểm hấp dẫn. Các nhãn thời trang và những nhà thiết kế đang khẳng định đẳng cấp của mình khi tung ra hàng loạt những sản phẩm thủ công thời trang. Nếu bạn đang thắc mắc về quá trình làm ra chúng thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này. Xin giới thiệu nhà thiết kế trẻ Thùy Linh ạ, và biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh.
Bình thường thì Thùy Linh nếu mà thiết kế một bộ váy mà đính kết tinh xảo lâu nhất là trong vòng bao nhiêu lâu? Một bộ váy tinh xảo nhất của em vào rơi vào khoảng 3 tuần ạ. Cái thời gian tốn nhất là cái thời gian là em phải làm hạt từ cái vải chính của bộ váy. Vải chính bộ váy của em bằng lưới và nó hoàn toàn trong suốt nên em muốn che đầy những cái phần nhạy cảm trên cơ thể. Em sẽ phải làm hạt bằng chính cái vải đấy để kết hợp sao cho nó hài hòa nhất với bộ váy. Nó sẽ trùng màu và trùng cái chất liệu, trùng cái cảm xúc của bộ váy. Tại sao bạn lại lựa chọn làm bộ sưu tập của mình với rất là nhiều cái đính kết thủ công mà không phải là một cái thứ gì đó đơn giản hơn? Đối với em thì cái form dáng cơ bản nhất của bộ quần áo không đủ để thu hút khách hàng. Và em rất thích là tập trung vào những cái đồ mà mình làm bằng tay. Vì khi mình làm bằng tay thì mình truyền hết cái tinh hoa, cái tâm huyết và những cái cảm xúc của mình vào trong cái bộ quần áo đó. Mỗi một nhà thiết kế sẽ có một phong cách, một cái tôi khác nhau. Có những người thì thích sự đơn giản, sự tối giản. Có những người thì rất là thích sự cầu kỳ và đính kết một cách thủ công. Tôi cũng là một người giống Linh, là rất là thích những thứ đính kết thủ công như thế này. Có thể chúng ta đang nói đến những thứ mà khán giả chưa thể hiểu được, đúng không ạ? Thì chắc là ngay bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem bộ sưu tập của Linh như thế nào. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón xem bộ sưu tập của Thùy Linh quý vị nhé. Sưu tập này có tên là gì? Bộ sưu tập của em có tên là Sức Mạnh Địa Đàng. Lấy cảm hứng từ sức mạnh và những hình ảnh luân xa trong thiền giáo. Cá nhân em thì em là một người rất là thích về tâm linh và những cái hoạt động liên quan đến như thiền. Và đó là lý do vì sao em lấy hình ảnh luân xa ở trong thiền. Thực ra đối với em thì em cảm thấy nó hơi khó hiểu một chút xíu. Thế nhưng mà đối với những người mà có cùng chung cái sở thích này thì có thể họ sẽ có cảm nhận sâu hơn. Trong thời gian, ý tưởng của bạn có thể bất cứ ở nào. Ví dụ bạn đang quan tâm đến vấn đề gì, bạn nghĩ nó về nó nhiều, bạn có thể truyền tải thời trang. Ví dụ như Linh đang rất là ham mê, muốn nghĩ về thiền, những bài tập về thiền. Nó có yếu tố tâm linh ở trong cái suy nghĩ của mình và bạn truyền tải ra từ cái suy nghĩ để thành một câu chuyện để chúng ta ngắm nhìn bộ quần áo. Bởi vì có những người trong cuộc thì mới hiểu được, những người làm về thiết kế mới có thể hiểu được cái thấu tâm can của người khác là người ta đang muốn nói gì. Nhưng mà chúng ta hãy nhìn với con mắt thông thường của một khán giả thì thấy những bộ trang phục này nó rất là đẹp, nó rất là nữ tính, đúng không ạ? Trong đấy sử dụng rất là nhiều các cái gọi là xu hướng, ví dụ như là vải xuyên thấu, ví dụ như là những thứ đính kết cầu kỳ. Nhưng mà kết lại cả câu chuyện thì bạn muốn nói đến một câu chuyện về thiền, một câu chuyện về tâm linh, về những thứ rất là xa xôi bí ẩn mà con người chưa có thể khám phá hết ra được. Nếu mà bạn lựa chọn một chủ đề như thế này thì bạn có hơi khó tiếp cận đến những đối tượng khách hàng hay không? Thực ra mà khi em lựa chọn cái chủ đề này thì em cũng nghĩ là nó sẽ khó để mà tất cả mọi người cùng hiểu cái thông điệp ở bên trong. Thế nhưng mà mình rất là hiểu. Nhưng mà em nghĩ là cái thông điệp quan trọng nhất là cái về thẩm mỹ. Thì em đã cố gắng hoàn thiện cái vấn đề về thẩm mỹ để cho mọi người đều có thể dễ nhìn nó, chứ vì nó không bị quá khó và quá lập dị. Thực sự là nếu người ta đã ưng cái vấn đề về thẩm mỹ thì người ta có thể đi tìm hiểu sâu hơn về câu chuyện của mình muốn nói. Tôi đang đồng ý với câu chuyện bạn kể, nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu cái thông điệp trong đó bạn muốn truyền tải là gì. Cái mà em làm không phải chỉ là về thiền mà về năng lượng của thiền và về năng lượng của luân xa, và nó đáp ứng, nó khiến cho, nó làm cho con người ta giải phóng cái giới hạn của bản thân mình. Đấy là thông điệp của em, là hãy khi mà phá bỏ giới hạn của mình. Vâng, và hãy dùng một cách nào đấy, như đối với em là em dùng thiền để vượt qua giới hạn của mình. Đó là lý do vì sao tôi nhìn thấy hình ảnh vũ trụ rồi những cái đám mây rồi những cái tinh tú là ở trên bộ trang phục của em. Bạn mất bao nhiêu lâu để hoàn thành bộ sưu tập này, từ lên ý tưởng cho tới hoàn thiện? Bọn em có 6 tháng để bắt đầu việc chuẩn bị bộ sưu tập.
À, thực sự là để mà chạy nước rút thì là 3 tháng. Thường tôi kể cho bạn một cuốn bí mật sau trốn hậu trường là sinh viên thời trang chúng tôi là luôn luôn chờ vào deadline bắt đầu chạy. Công nhận không? Lúc đấy chúng ta giống như là bắt đầu phải có một thứ gì ép đến chúng ta mới mở hết tốc lực ra để mà chạy. Nhưng mà thường thường là sẽ khâu nào sẽ tốn nhiều thời gian nhất ạ? Riêng bộ sưu tập này thì khâu đính kết là tốn nhiều thời gian nhất bởi vì hoàn toàn rất là cầu kỳ và handmade. Bạn tưởng tượng làm từ một tí vải lưới mà phải đính lên để tạo cái sự gọi là che phủ những chỗ cần phải che thì nó rất là mất thời giờ, và cái đường kim ở trong này nó phải rất là tinh xảo, nếu không thì bạn sẽ rất là dễ rơi những cái trang trí ra, hoặc là bạn nhìn thấy cái đường chỉ lộ. Nhưng mà phong cách định hình của Thùy Linh sau này sẽ như thế nào? Em định hình phong cách của mình là thời trang ứng dụng, nó mang hơi hướng sang trọng, sexy và có những câu chuyện ở đằng sau mỗi bộ sưu tập ạ. Xin cảm ơn Thùy Linh và chúc bạn sẽ hoàn thành được ước mơ của mình. Quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bộ sưu tập tiếp theo. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chủ nhân bộ sưu tập mang tên Ruộng Bậc Thang, đó chính là Hồng Vân ạ. Hồng Vân ơi, bây giờ bạn có thể kể về câu chuyện đằng sau bộ sưu tập của bạn được hay không? Bộ sưu tập của em mang tên là Ruộng Bậc Thang. Sở dĩ em đưa Ruộng Bậc Thang vào trong bộ sưu tập của mình là bởi vì em muốn đưa một cái hình ảnh đặc trưng, biểu tượng của Việt Nam, vùng quê, vùng núi Việt Nam lên trên sàn runway. Cái màu sắc em sử dụng trong bộ sưu tập của em, màu chủ đạo là màu xanh, màu vàng, màu nâu. Đó là những màu sắc thể hiện sự cân bằng giữa đất trời, thể hiện rõ cho người ta thấy được là cái chủ đề của bộ sưu tập của em. Tôi thấy bạn phải sử dụng đến rất là nhiều các kỹ thuật ở trong sản phẩm, đúng không? Từ vải là bạn phải nhuộm vải để sử dụng cái thảo thuật loang màu, đúng không? Rồi sau đó bạn phải đính kết rất là cầu kỳ sau khi hoàn tất finishing sản phẩm. Một bộ này mất khoảng bao nhiêu lâu ngày công? Đây là bộ sưu tập tốn rất nhiều công sức của em, bởi vì em sử dụng rất nhiều các phương pháp xử lý chất liệu trên một bộ trang phục. Ngoài đính kết, đắp vải, nhuộm, in thì em còn sử dụng những cái phương pháp khá là mới, ví dụ như là em lồng chỉ thêu vào để tạo cái sự độ mềm mại, xen lẫn những cái hạt kim sa. Bởi thế cho nên là mỗi một bộ trang phục này của em thì nó cũng mất rất nhiều thời gian, mỗi một bộ mất độ khoảng hơn một tuần ạ. Điều khó khăn nhất mà khi bạn thực hiện bộ sưu tập này là gì? Cái cách xử lý chất liệu. Bởi vì là em sử dụng hai chất liệu cũng khá là khó. Một là chất liệu là lưới, thì các cái mắt lưới của nó không được chặt chẽ. Khi mà đính kết lên thì nó rất dễ bị xô lệch, đặc biệt là khi mặc lên trên người mẫu thì cái độ co nó cũng đã khác nhau rất nhiều rồi. Hơn nữa là cái chất liệu thứ hai em sử dụng là mang tính chất là siêu lụa, thì cái phương pháp dệt nó cũng khá là dễ bị xước khi mà mình đính kết và may nó bị co. Thành ra là đó là cái khâu khó nhất của em. Khi mà xem bộ sưu tập này biểu diễn thì tôi có thoạt nghĩ như này, đấy là Ruộng Bậc Thang chúng ta gặp ngoài đời thì nó gần gũi, nó rất là thiên nhiên. Tôi không bao giờ nghĩ là có một ngày nó có thể xa xỉ và xa hoa, nó đi lại ở trên sân khấu nó đẹp như thế này. Nghĩa là hai hình ảnh nó khá là đối lập nhau. Mặc dù cùng là cách nhìn về Ruộng Bậc Thang, nhưng mà khi mà nhìn Ruộng Bậc Thang trên những bức ảnh, đúng không? Chúng ta thấy một sự gần gũi, một sự thiên nhiên. Tức là chuyển sang những bộ sưu tập thời trang của bản thân em làm và cũng nhiều người khác đã từng làm, thì rõ ràng nó mang một cái hình ảnh rất là xa xỉ, nó rất là gọi là xa vời so với những thứ mình đang cảm thấy gần gũi. Nó trở thành một tác phẩm, đúng
đúng không? Và đúng là sự thành công nó phải đến với em khi mà em sử dụng rất là nhiều các phương pháp mới ở trong một bộ sưu tập. Ở có một câu hỏi như này mà Huyền Quỳnh hỏi chắc là cũng hơi buồn cười một chút. Bởi vì là hiện nay cái công nghệ thêu máy đang rất là chính xác mà lại rất là rẻ. Tại sao chúng ta lại cứ phải đính kết thủ công mà mất nhiều ngày và tiêu tốn nhiều thời gian và cả tiền bạc như vậy? Tôi hỏi một câu trước nhất thì là bạn có muốn mặc một cái đầm một mình bạn có không, hay là bạn muốn có rất là nhiều người mặc giống bạn? Ồ đúng, em muốn sở hữu một cái váy mà chỉ một mình em có, đấy là điều phụ nữ ai cũng muốn. Đó là cái câu chuyện của một cái dòng thời trang cao cấp, nghĩa là họ tạo ra những sản phẩm mà một đến hai người có là cùng, và giá trị của nó rất là cao. Trong thời trang thì có một sự hưởng thụ. Sự hưởng thụ ở đây đó là những sản phẩm được làm tinh xảo bằng tay thì trong giới thời trang họ sẽ đánh giá cao hơn. Làm bằng máy thì mọi thứ nó đều tăm tắp như nhau. Có thể nó rất là đẹp đấy, nhưng mà cái câu chuyện, cái sự tình cảm ở trong đó nó không nhiều bằng một sản phẩm làm bằng tay. Thì tôi nghĩ nó là một câu chuyện khác ở trong giới thời trang. Đấy là những ai thích tận hưởng thời trang cao cấp thì họ sẽ chú trọng đến những cái sản phẩm được làm bằng tay một cách cầu kỳ như thế này. Với những sản phẩm làm bằng tay thì em thấy là nó có độ tỉ mỉ và chi tiết đến từng công đoạn, và nó có cả cái tâm của người làm, người thợ thủ công ở trong đó nữa. Bởi thế cho nên là một vài người họ sẽ chấp nhận có một cái giá, một số tiền lớn để trả cho cái công sức, cái sự tỉ mỉ và cái tâm của người làm nghề. Quay trở lại câu hỏi lúc nãy, đấy là tại sao giờ máy móc ra đời nhiều mà chúng ta vẫn phải làm thủ công, đúng không ạ? Thì thực ra đây là những thứ đi đầu. Có thể ngay từ lúc đầu tiên, cái sản phẩm đầu tiên bạn thiết kế ra nó cầu kỳ như thế này, nhưng mà những nhà kinh doanh khác họ mua lại ý tưởng này chẳng hạn, đúng không? Và họ lại chuyển thành những thứ cực kỳ dễ làm. Ví dụ như là họ sẽ cho thêu máy hết, hoặc họ cho đếp đáp vải hết, và vẫn dựa trên những cái thiết kế như thế này. Thiết kế là sự sáng tạo. Sự sáng tạo nó cần được rất là nhiều người kết hợp để tạo thành một sản phẩm sáng tạo tốt hơn. Có thể bạn làm những thứ sáng tạo nhưng mà rẻ tiền hơn, nhiều người mặc được hơn, đúng không ạ? Nhưng mà nó lại cần phải những thứ gọi là ý tưởng đầu tiên để thành hiện thực. Đây là những ý tưởng đầu tiên khi mà bạn biến thành hiện thực. Nó là sự thỏa mãn cái sự đam mê của bạn. Bạn bắt tay làm tất cả mọi thứ, đúng không ạ? Bạn nghĩ gì bạn làm lấy. Tôi đảm bảo rằng cô gái này lúc đầu tiên bản vẽ thiết kế cô rất là đơn giản. Cô là những khoang màu, xong càng làm cô càng nghĩ được ra nhiều thứ. Khi mà em bắt đầu làm bộ sưu tập thì ban đầu em chỉ định đưa những cái hình ảnh ruộng bậc thang lên trên bộ trang phục là bằng phương pháp in, thì nó rất là rõ ràng. Tuy nhiên thì khiến bộ trang phục chưa được tinh tế. Em đã sử dụng cái phương pháp đính hạt kim sa rất nhiều lên bộ trang phục, thì em cho nó lấp lánh hơn, nó có sự đặc biệt hơn. Dân thiết kế chúng tôi là vậy, không bao giờ hài lòng với chính mình, hay làm lên và kết thúc là mình có một tác phẩm. Và tác phẩm đó và nó lại còn tùy thuộc vào người nhìn của bạn. Có thể người nhìn, người xem là những người thích sự cầu kỳ thì họ mê lắm, còn những người không thích sự cầu kỳ thì họ lại nhìn thấy là nó đẹp bởi những khối màu sắc này mà thôi. Nhưng mà vẫn đọng lại trong mắt họ là gì? Cái sự cầu kỳ, cái sự gọi là tận tâm với từng sản phẩm. Quý vị và các bạn thân mến, sau những chia sẻ ngày hôm nay thì tôi tin chắc rằng những khán giả của chúng ta đã có thể hiểu rõ hơn và cảm nhận được giá trị của những sản phẩm thời trang thủ công. Đó là sự kết tinh của trái tim, tâm hồn và mồ hôi nước mắt của những người nghệ nhân. Vào những phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển. Cần đến những hộp phấn sáp, viền mí, một hàng mi cong vút được chuốt mascara ngọt ngào chính là một bí quyết không thể thiếu trong cẩm nang làm đẹp của mọi cô gái. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng được trời phú cho những hàng mi mong ước. Lúc đó, câu trả lời dành cho bạn chính là nối mi. Nối mi là một khái niệm khá đơn giản đối với ngay cả những cô nàng lính mới trong lĩnh vực làm đẹp. Đó là lớp lông mi được gắn chồng lên lớp mi tự nhiên để tạo hiệu ứng cho đôi mắt của bạn thêm đẹp, thêm xinh. Nơi đây là nơi nối mi theo phương pháp tự nhiên và lạ. Đối tượng khách thường xuyên đến cơ sở là các chị em công sở và giới trẻ. Khi đã sở hữu một hàng mi mới tuyệt đẹp,
việc chăm sóc chúng cũng có thể là một vấn đề nếu bạn là một cô nàng yêu thích nghệ thuật trang điểm. Chất liệu mi thì rất là mềm mại. Rửa mi, rửa mặt xong thì mi cũng tơi ra, không bị vón hay là bị khó chịu ấy. Chỉ cần bỏ ra khoảng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng một mắt, chị em sẽ sở hữu hàng mi dài, cong vút, làm cho đôi mắt biết nói hơn. Hãy thử trải nghiệm một lần để sở hữu một vẻ đẹp hoàn toàn khác biệt các bạn nhé!